Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Nay 8 giờ vẫn còn sớm lắm, nên sẽ chơi một con game mới. Con game này thì tôi cũng đã giới thiệu một lần rồi, nhưng không biết có nên là đầu tư thời gian chơi mà lâu dài nó không. Thì con game này cũng mới ra mắt vào ngày hôm qua thôi. Video thì tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi. Con game đó tên là God of Bacha. Đây, nó đây. Thì con game này vừa ra mắt. Dạ, nó có mới có một bản update nè, để tôi vô tôi coi à. Thì nó vừa có hai bản update luôn, để tôi vô tôi update cái, để tí nữa trong thời gian mình nói thì giờ update đây. Nó update lên bản một bản 1.02 là fix cái vấn đề về sale bản sếp á. Nhưng mà mấy cái bộ quần áo trang phục gì rồi. Đây là chế độ multi online. Multi laser thì chắc online đó. Tôi nghĩ con này chơi hợp với multi laser, chơi mình thì thấy nó khá là tẻ nhạt. Thì chúng ta xem mấy cái video ha. Thì anh em thấy phần nhạt nhẽo, âm thanh nó là chất lượng rồi đó. Chúng ta thiên về khám phá trong game này không? Thì chủ yếu ở đây là một con game mà thế giới loại nông trại thôi. Một số mini game trong trò chơi có kết hôn luôn. Đây chắc là ngôi nhà của chúng ta nè. Đi ngắm cực quang hả? Good of ba cha. Thì ba cha này là chắc là nguồn gốc về gốc rễ vậy. Thì xem cái trailer nãy nó đã sâu rất nhiều rồi, phần âm nhạc anh em nghe cũng khá là chất lượng phải không. Thì game này giá cũng khá là chát á, tôi nghĩ giá nó khoảng 25 đô. Để coi rồi đây, giá 25 đô giảm giá 10% thì còn khoảng 22.5, nên không biết là có chơi con game này lâu dài hay là chơi dưới 2 giờ kịp anh. Đây giờ để tôi vô game luôn ha. Thì giới thiệu sơ lược gì được rồi, đây là một game nông trại, đồ họa thì rất là tươi sáng luôn, chất lượng của cái dòng game indie 2D luôn. Âm thanh thì âm nhạc thì nãy giờ cũng khỏi phải nói rồi, nghe rất là vui tươi luôn. Những hình ảnh này thấy nó ghê ghê đó. Ồ rồi, có đập ba cha. Đây tạm thời tôi bật FPS coi nó hoạt động ổn định không nhé. Đó FPS thì đây là thế giới giả tưởng thôi, không có gì liên quan đời thật. Tiếng nhạc hơi lớn chắc để chỉnh bé bé lại. Rồi tầm tạm tầm này chắc đủ rồi. Video thì để chế độ 2K thì mình vui game được không ta? Rồi ok, vi sinh chắc on hay off thứ. Thì on hay off nó cũng không khác gì nhau mấy, nó không có phá về 60 fps. Thì đây là kích cỡ con chuột, chắc để ba ba mà tôi còn thấy nhỏ đó. Này hướng dẫn, cái này là lịch sử của nhân vật, thông tin nhân vật. Chế độ di chuyển thì chắc chạy vậy. Chế độ con phím rồi ok. Âm thanh rồi ok. Chúng ta vô game ha. Tắt đâu vậy? Thì đây là ngôn ngữ. Nó tiếc là chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh thôi. À đây là mình có thể chọn được hai cái phông chữ cho nó nè. Dev rất có tâm nha. Bởi vì cái phông chữ pixel này nhiều người khá là kén với rồi khó đọc. Nhất là trên màn hình độ phân giải cao, độ phân giải thấp à, kích cỡ nó cao á, thì cái phông pixel này khá là khó, nên có cái phông mặc định cơ bản rồi. Nhưng mà tôi vẫn để pixel thôi, nên em xem thấy khó chịu thì sau này có thể chỉnh lại. Thì đây hai chế độ chơi chắc là offline với online, nó giờ hợp trước đi. Xin rồi bây giờ đây là loading phải không, 10 hộp 10 con mèo á. Đây là nhân vật của chúng ta, tên Clan nữa.
Đây là tên lan, tên nhân vật. Tên nhân vật thì đương nhiên để gì vậy? Bây giờ mình có random không? Đây có đây. Đây, ngày đi cho nó ngầu ngầu tí. Tóc xanh da trắng, có khá nhiều cái thì chỉnh, có chỉnh nón nè. Nó thì có gọi là tùy chỉnh cho hai loại à. Đi chân không đi cho nó chắc. Khỏa thân cái gì? Chơi luôn, cỡ gì? Nhìn gì với chất lượng. Rồi, chúng ta vô game ha. Năm mới về nè. Thì mùa đông đến đã qua rồi nên dân làng trở về từ con núi. Đây, thằng cầm cây đuốc là mình đó. Cảm giác như vẫn tìm thấy mình ngày hôm qua nè. Bắt đầu lạnh rồi. Thì bọn này hình như đang đến cái lễ hội làng vậy đó. Lễ hội mùa đông của làng vậy đó. Đây là một câu chuyện đó nè. Thì chắc là mình đeo phải không? Đây, đây là chắc bà Terit, là chắc bà trưởng làng vậy đó. Thì bắt đầu bù bù lại nghe đọc câu chuyện tiếp thôi. Tôi thích nghe cái câu chuyện, tôi thích cách mà bạn kể chuyện nè. Trở về mùa xuân cho đến khi mà nó vẫn còn rất là ấm áp. Gator Pay này là dạng như cái mà truyền thống văn hóa gì của họ vậy. Thì nó là thời gian là được chọn làm cái lễ hội truyền thống văn hóa rồi đi. Cái này là chữ V chứ, chữ U á, V U A K. Rồi là Vũ đi. Là một pháp sư là rất vĩ đại nè. Đã hỏi linh hồn thì nhận được một câu trả lời nè. Cần phải di chuyển. Người bình thường thì không hề biết câu trả lời này, nhưng mà Vi Phát thì không phải người bình thường. Anh ấy sẽ hỏi là tại sao phải di chuyển. Là mình cần phải tìm một cái cây ở xa về hướng đông. Này, nhưng mà đáng đây nè, đi về hướng đông tìm một cái cây. Một cái cây, nếu như, như con game thì cái tên là Ba Chao không? Đây. Không biết. Không biết thì mới phải đi tìm chứ. Thì người dân thì vẫn hoài nghi cái này thôi. Chủ bộ lạc vẫn hoài nghi, nhưng mà cuối cùng người vẫn đi theo lời của cái linh hồn. Thì cái này là mấy cái nét chĩa tay rất là đặc biệt nha. Như cái ngọn lửa nè. Hiệu ứng làm cũng là khá tốt đó, chứ không phải tệ đâu. Dân làng thì vẫn có mấy hoạt hành động do mấy hình vẽ luôn. Thì dân làng bắt đầu gom hết mọi đồ và bắt đầu di chuyển thôi. Họ đi là đi mãi. Khi mà lá cây bắt đầu đổi màu nữa. Họ vẫn không tìm thấy được thế mà cái cây đó. Cái cây ba cha à? Con này cũng mang mút phong. Lạnh và mệt mỏi mà. Xuyên qua một cái vùng savanna này dạng như là cái vùng trống lỏng vậy. Đồi chọc á. Không chắc là đã đi được bao xa thì bao lâu. Thì anh Shaman, anh pháp sư và cũng bắt đầu đuối giận. Ở đấy thì chúng ta bắt đầu tạo một buổi cắm trại nè. Động đất, mô tả động đất. Mình đất nước gà rất là kinh khủng. Thì đây chỉ có thể là không phải nghi ngờ gì, đây có thể là manh mối. 2, 4, 5 người, một cái đống lửa. Thì đường trở về thì đã bị lốc rồi, đường đi thì đã bị khóa chặt rồi. Mùa đông thì đã rất gần.
dân làng bắt đầu làm việc, họ tốt nhất là cùng nhau tụ họp lại, đây một vài căn nhà bắt đầu khai lượm. Thì tự nhiên anh pháp ban bắt này là anh pháp sư Saman đó bắt đầu đi khỏi nhóm tách tẻ làm gì đó, thì dông có vẻ là lú lẫn nên NCN đi theo, là anh ấy đến gần một khu rừng. Anh Saman nó bắt đầu bị tâm thần rồi. Tại sao lại khiến mọi người rời khỏi một căn nhà của họ đến một vùng đất có thể là cạm bẫy? Cho đến đây thì đã đầu thấy được cái cây đó, cái cây gỗ trong ba giờ nó lên đi tìm á. Thì nói chung thanh niên này hút cần hay là bị cái gì đó, ma nhập ma ám đó. Nghe mấy cái lời tiên tri rồi nên dẫn chúng ta đi lưu hành trình về phương đông tìm được một cái cây đây. Nhạc cũng khá là chất lượng nha. Rồi mình đang ngủ hay vậy? Ba cái giường luôn. Nhìn mặc bộ đồ di hợm thiệt á. Không biết nãy sao mà lại nghĩ tạo cái nhân vật như vậy nữa. Rồi vậy rồi. Mùa xuân đến rồi. Một ý tưởng hy vọng nó sẽ hoạt động thôi. Chúng ta cần phải trồng một cái hạt giống trên cái mà vùng này, chỗ hết bao nhiêu đây đó hả, thì bắt đầu trồng hạt giống chúng ta cần phải dọn dẹp cái khu này rồi rất là nhiều luôn. Thì vùng này cũng than dạo không có giúp mình đâu, tôi cũng bị đau lưng chứ đâu phải mình ông đau lưng đâu mà. Giờ tôi cũng già rồi không được như ông đó đâu, nhưng mà xương khớp tôi thì có thể giống như ông đó. Thì bây giờ là mình có vô giao diện nè, cái điểm này là điểm gì đây, điểm cống hiến hả? Đây là cái điểm cống hiến stamina, là dạng như là điểm thể lực á. Thì con game này tôi nghĩ chắc là giống như mấy cái game mà web game online á, một ngày mình giới hạn bao nhiêu điểm thể lực thôi. Đây là kho đồ, này là tín hiệu, này bản đồ, này hành động, hành động dù trái dù phải cũng đưa đây nữa. Này tập, này tập mà chúng ta có 3 đến 9 và số 0 là 8 cái, thì một là hạt giống, còn hai là công cụ. Thì công cụ nó có nút E với là nút 8 ở đây là cái gì nè, tôi chưa biết, di chuyển bằng 4 nút. Tìm hạt giống và thu hoạch bốn loại. Này là gì, oregano là gì, gì dùng tay chơi gì đó hả? Thanh niên này liền cầm đá thủ à, dùng tay đi đặt đá cho cây à? Không, mình đang cầm cái gì nè, à hana xe là búa cầm tay hả? Con này qua thời khiên là dạng như cái túi để chứa nước á, này đút rồi. Rồi thanh niên này luyện cầm đá thủ chắc luôn. Ủa? Mình cuốc đất bằng cái này luôn nè. Đa năng quá vậy. Cái này là chọn bộ công cụ làm vườn tất cả trong một á. Vừa đập đá, vừa chặt cây nè, vừa cắt cỏ nè, vừa cuốc đất nè. Thì đây là một game nông trại nên chúng ta làm cái việc này là khá là cực khổ luôn á. Này có đồ bàn đúng không ta? Thì cái ống stamina của tôi nó tục đen dần qua mỗi cái hành động rồi. Không biết là đi bộ nó có tính không? Đây này có chấm đỏ để bấm lên coi nó gì. Thì cái nhiệm vụ làm nông đầu tiên nè, thì là mùa xuân năm 1, tìm hạt giống rồi thu hoạch thôi. Đây nhiệm vụ mình yêu cầu là 4 cái. Ô ấp này có bộ khiếp nha, mình đang đây nè. Ủa di chuyển sao? À di chuyển bằng chuột, không có dùng đất HD như kia. Chỉ dưới này là
Đừng nói mình dọn hết cái khu trên để tuấn tới khu này nha. Này là cái gì? Mình không tương tác được. Cái đỏ này là phiên 1 lần sau. Rồi bên đây là gừng nè. Hiện tại thì chưa coi được hết bản đồ. Chỗ này thì bị chặn cái gì rồi. Còn bên đây thì gừng. Thì chúng ta tiếp tục. Thì sao tắt cái này giờ? À, là mình đi đến chỗ này để mình tìm hạt giống. Rồi ok. Rồi cảm ơn cụ. Thì ngày mai cái gì nói chuyện với tất cả dân làng hả? 0 trên 27 là 27 dân làng đúng không? Cái này mon 1 là tôi không biết nó là ghi là tháng hay là ngày hay là thứ á. Tháng là thứ, tại vì mấy con game nông trại mình chơi á là trong một ngày nó có, trong một tuần nó sẽ có 7 ngày. Trong 7 ngày đó mỗi ngày có sự kiện khác nhau nên nó thường ghi là ngày trong đó luôn. Còn cái này tôi thấy là diêu quan, nhưng mà cái này có thể là mon á, là tháng 1 á. Bây giờ mình đi qua cái chỗ trên bản đồ để mình tìm hạt giống. Chỗ này đi qua không được, này lấy được không? Thì chúng ta mạnh mẽ vì chúng ta đi cùng nhau, gái nè anh em ơi. Đây là, à cái này là dạng như có mối liên hệ vậy đó. Cái này bạn tình với ông Gim, à, vợ chồng thôi. Thì có hai đứa con tên là Mana với mà Nóc ấy, tên là Tha Ghe hả? Đây là nó yêu cầu mình cống hiến ba cái vật phẩm đi được cái gì á. E nét nè, thì góp vật phẩm mỗi ngày. Mấy cái này là sao mà nó nhiều thứ quá vậy? Thì cái này điểm clan của mình nè, gọi là điểm lực chiến. Rồi ok, giờ mình phải đi làm cu ly thôi. Coi lại em theo đây nè. Bữa nãy sao coi được da phả mà giờ hết coi được rồi đó. Kiểu em da nâu nè. Ủa da nâu rồi sao đứng có đứa con như trắng nhách vậy? Step chiêu hình như là con riêng đúng không? Con riêng của chồng đúng không? Hai đứa này là con ruột. Thì chắc này là con này là con riêng của chồng rồi. Tôi coi mấy cái thể loại mà tép sister với tép mom á, nên chắc là em kế mẹ kế gì đó. Thì đây là có thể là giáo viên, cô ấy yêu gì giảng dạy. Có chồng đẹp quá chứ. Thì cái ông mà pháp sư đó ở đâu ta? Anh kiếp thì có hai đứa bố mẹ, thì học làm đồ hả? Rồi rồi, nhìn cái này như mấy thanh niên bên Hy Lạp nha, tóc quăng với hai cái lồng mày chỗ này nè. Rồi bên đây em gái loli thì có bố mẹ đây, hai chị em ruột. Cô ấy yêu âm nhạc, rất yêu âm nhạc. Sao mà khác cái hình quá vậy em? Avatar khác ngoài đời thực quá vậy? Những cái này thì cực kỳ dễ thương luôn, thấy không? Nhảy em. Nó chơi mình kìa. Mình có cái gì mới nè. Làm việc cùng nhau nè. Bây giờ phải đi cống hiến ba vật phẩm. Rồi ok. Chưa gì đã thấy cái mùi bốc lột đó. Cái này là gì đây? Cái này dạng như là thép hướng dẫn vậy thôi. Cái này là khám phá gì đó. Cái này là cái coi đồ của mình. Coi đồ có chữ B hay chữ Y không? À chữ Y. Bên này là gì? À cái này là mình chế tạo đồ, gấp đồ thôi.
Thì cái này là sàn gỗ chứ mà sàn đá, còn cái này là sàn đất. Thì cái hộp này là cái hộp đá để chứa đồ á. Thôi bây giờ, ủa cái nhiệm vụ của mình đóng tiêu rồi, đi coi lên, nãy nó yêu cầu mình đi lên tới đó. À đây, mình đang ở đây hả? Nãy giờ đi cũng xa nha. Nó ở dưới ba cái ngôi nhà này với nó ngang cái ngôi nhà đầu tiên. Rồi ok. Mình còn cái nữa không? Tamina. Còn gì đây? Này anh tính giả cày nó chứ. Đi hơi xa rồi. Nãy là nó nè, đây nè. Gái mình trên. Thì nó kêu mình đi tìm hạt giống đây, đây chắc đây quá. Em nào dễ thương vậy? Bạn tìm thấy một cái hạt giống mới là cà chua, tomato là cà chua đúng không? À, thu nhập các cái hạt giống ở trong thiên nhiên nè. Rồi sử dụng cái là cầm nã thủ, cầm nã thủ của mình để vào đầu xới đất để chuẩn bị cho việc gieo trồng. Thì hạt giống nó sẽ nằm trong ba lô, rồi mình chọn nó rồi gieo xuống thôi. Cần phải có nước nè, thì dùng cái túi water skin nè, thu nhập nước tưới cây. Một vài ngày thì nó sẽ thu hoạch được sản phẩm. Rồi, chúc mừng bạn đã thành công thì cái việc hái lượm đầu tiên. Hey, baby. Gì? Ada, em này tên Ada, Ada Wong đúng không? Ada Wong mà váy đỏ mà. Thì em này là chuyên gia thảo dược thôi. Thôi rồi rồi, cái avatar như gì mà người như vậy? Nhường anh em đó. Thôi, chào cụ. Cháu sai rồi cụ ơi. Chúng ta có cùng màu tóc nhưng mà không có sẽ duyên với nhau được đâu, không vui đâu. Nhìn thì trang phục thì giống thiệt đó, chung dòng máu không, cặp mắt cũng màu đỏ nữa nè. Xin tí cà chua. Và cô em này cũng tóc trắng như mình đó nè. À rồi, có cháu nội rồi thì tức là giống cái bên phải đó nên cũng chê luôn, thấy không? Thử không? Thì cái này chơi là dạng như đập đá đập chuột vậy hả? Chơi sao? Trò này thì tuổi thơ của tôi không có nên tôi không biết rồi. Cái gì đây? Không lấy được. Rồi mình đi lên cái làng ở trên. Em này làm cái gì? Thì ai cũng có dở cái trọng trên này, sao mình đang quăng đây chi ta? Thì trông có vẻ rất là bận rộn. Thì mình có thể gáp được cái đồ gì ở đây hả vậy? Đây là mở cái ba lô của mình ra nè. Thì nhắm vào cái chỗ trống này nè để đầu gáp. Thì tài nguyên ở đây nguyên liệu cần thì cái nãy mình coi đó. Rồi vậy thôi đó hả? Khoan khoan coi bản đồ lên. Hồi nãy là cái khu ngang chỗ này nè, nếu tôi nhớ không nhầm thì đi thẳng lên hướng Bắc rồi tới. Đâu có cây cỏ gì đây rồi, này quá. À đây, đây là hạt cà gót. Có khoai tây không? Cà chua cà gót rồi. Bữa nó sát bên nhà mình luôn mà. Chồng cụ. Cụ nó có cháu ngoại rồi. Con cái cụ đâu? Nagi. Từ cái gì kìa? Cái bông Datura. Ngày mai là một ngày đặc biệt, tôi có thể nhìn thấy điều đó. Thì ngày mai là sắp sắp 30 tháng 4 rồi, có khi xong ngày mai được nghỉ lễ. Sới luôn khu này không anh em, đủ thể lực không? Rồi cầm nó thủ tiếp thôi.
Rồi bây giờ chúng ta gieo. Nãy gieo sao quên tiêu ta. Số 1. Số 1 là chọn hạt giống. Cái này là 1, 2, 3, 4. Dị chồng đây đi. 4 x 2 là 8. Rồi ok. Tiếp theo là gót. Gót thì 5 cái à. Rồi tưới nước. Chúng ta nhấn số 2 để nút E chọn túi nước. Ai đây? Tóc tai gì như con bạch tuộc vậy? Du. Không biết nam nữ luôn. Có chồng nữa cái là Yuka, Oka tên Yuka. Tên hai chữ K không vậy nữa. Cũng được. Đây là bắt đầu là câu cá hả? Cái bộ này câu cá được luôn. Đa năng dữ thiệt gì? Cầm lá thủ đi bắt cá. Di chuyển thì con chỏ vào cái con cá này là tiêu. Thì nó sẽ hiện ra cái ống. Ống này hả? Đây là cái ống này nè. Cái ống bên dưới nè. Bạn có thể nhiều lần cho đến khi cái ống nó đầy đủ. Khi nhìn thấy nó thì nó bơi ra ngoài thì mắc cái ống thôi. Rồi ok. Sao sao? Không lấy nước rồi đã. Lấy nước làm sao? Ai đây? Thì có là bà Thaga nè. Có hai đứa con. Cái này là trưởng làng nè. Gin. Gin trong mà tận dụng áo đen á. Thì đúng là hơi đen thiệt. Thì sau khi bị Conan nó lùa quá thì mới bắt đầu chạy qua đây thôi. Sau này chắc FBI Gin đánh về. À, ảnh là người đi theo mà Oscar để tìm được cái vùng đất mới này. Rồi nóc là ai? Nóc đang bận nấu ăn à? Thì đang chuẩn bị có cái lễ hội gì gây đơ bắt nhé. Cái đó là như là cái dạng truyền thống gì đó của họ. Anh này có vợ xinh quá không? Alo boss bắt thì cái này gia đình nào cũng có hai ba đứa con nhé. Tỷ lệ sinh kiểu này thì cái làng nó phát triển vượt bậc vài ngàn năm nó thôi là vượt qua dân số Trung Quốc ngay. Thì anh này là cánh tay phải đắc lực của mà tù trưởng. Thì thanh niên này là cái thanh niên đội cái nón mà mập bầu trong con Conan á, gọi là gì, gum hả hay là vodka vậy đó. Thì cần phải dọn cái khu này vài ngày thôi anh làm đi. Tôi không quan tâm đâu. Bây giờ chúng ta học cách bắt cá. Cá đâu? Đây đó hả? Ấy, nó bơi như máy điện vậy xong bắt. À mình cứ ghê theo nó. Đến khi nào nó đủ ba cái màu xanh này shop nó thôi. Một con gọi là cá mới khám phá ra là Boku Bine. Tiếp đây giống như là ambot vậy, bắt ba con đi ha. Thì vẫn còn cá cũ thôi, mình lên đây ra cái nước sâu hơn không, không đi được rồi. Đứng chỗ nào thì cái vùng đất nó cũng như nhau hả? Cái trò này làm cái bộ vui rồi. Cái này là gì? Làm sao? Hai con luôn rồi. Đây, có được cái gì mới nè. Tiếp. Vì với câu cá là hơi bị đỉnh đó nha. Anh em biết quê tôi ở gần ở rú à, dưới này là sông nước à, có cây hoa lá, cá chim mèo chuột gì đủ hết. Mà không có bắt cá bằng cầm nã thủ như gì được đâu.
Cho nên phải cắm câu đặt mồi rồi giăng lưới dữ lắm á. Con này có vẻ bự đó. Cũng vẫn là con đó. Thôi không bắn rồi đâu. Rồi bây giờ là mình tưới cây đã. Giờ tưới nó cũng làm từ từ nữa. Thì tôi làm biến chơi mấy con game nông trại là gì á. Mỗi lần nó là ầm một ô à. Được cái khu rừng như mong muốn thì cũng mệt lắm. Hết nước rồi. À cái ống này là cái ống nước của chúng ta nè. Uống được không ta? Thì chúng ta hết thể lực rồi. Notamina này. Mình chắc về nhà ngủ quá. Mày gì đây? Cháu ngủ bà ơi, cháu đi ngủ. Này để gì? Thì bà này chắc là kiểu gì đó thời tiết. Rồi ok, bạn muốn ngủ không? Đương nhiên rồi. Đây là điểm cống hiến của clan nè. Clan cống hiến là 1007, số 7 này nó làm hơi bị độc nha. Thì lực chiến của clan lên khá là nhiều đó mà mình không có làm gì hết. Mùa xuân năm thứ hai năm 1 đang xếp game nè. Hồi nãy cái bản update 1.02 của nó là để update cái này á. Cái gì đây? Hình như cái lễ hội God God gì nãy đó. Rồi vây vắt nè. Thì hồi xưa là cái ngày này thanh niên vây vắt này hỏi cái mà ba cha. Thì cái nữ thần nó nói thì rời khỏi cái làng cũ. Thì sau một chuyến hành trình đến đây thì đã tìm được vùng đất mới này an toàn và thổ nhưỡng đẹp để sinh sống thôi. Thì hôm nay là tưởng niệm niệm đến cái lời hứa năm xưa. Dạng như lễ hội văn hóa truyền thống hàng năm. Cái tụ tập ở đâu? Rồi. Bắt đầu. I born fear nóc nóc là đứa con của cái bà gì nãy cái tên cũng có hai chữ cao của ông gì nãy lên hai chữ cao là này thì muốn khám phá về cái linh hồn của âm nhạc là cái em gái ngồi kế thanh niên mà mai đồ nãy còn thả gì xuống nào. Tiếng gõ của âm nhạc thì cái này là người có cái linh hồn của sư tử bảo vệ đúng không, ba chú cũng muốn móng chú được luôn đó hả, tính đồ mê tín gì đâu mà hóa ra có thật kìa. Thanh niên này thì muốn đọc cách di chuyển của cá để có thể bắt tụi nó vào mỗi sáng. Bắt cá hả? Ngư dân à, bây giờ xài thuốc cá đi cưng chứ cầm đá thủ bắt được nhiêu đâu. Gấu đó, bia linh hồn thì sao thì anh đi này nghệ thuật à, muốn có một nấu ăn phải không? Món ăn tuyệt vời nhất. Ăn chay à? Sừng. Một loài thú có thể chia nồng ẩm thực đó là gấu hoang dã. Thì em này là nhạc nè, em này là bắt cá nè, em này gấu nè. Còn mình không, không hứa gì hết. Chút nữa tôi ghi phanh game mày. Bây giờ nó cho mình bốn lựa chọn nè, lựa chọn đầu tiên thì trồng cây nhanh hơn, lựa chọn thứ hai là tăng may mắn,
Thì cái này là cây cỏ nữa, cái này là bắt cá nữa, chơi trồng hoa để tăng mà tình bạn nè. Thì con game này tôi chưa biết cái tình bạn nó làm sao, còn bắt cá thì thấy bắt như nãy rồi, trồng cây thì vẫn là liên quan rút gọn thời gian đó. Còn cái này là stamina, một cái món ăn mà sẽ giúp cho hồi stamina, nên tôi chọn là dắt trồng cây ở đây. Có gì mình trồng cây cần sa mình bán cho dân làng. Rồi ok, là qua có nhiều thế hệ là chúng ta đều theo cái dựa vào cái linh hồn của mấy con động vật á, thì mình không biết là con gì. Thì cuối cùng vẫn là ba cha này thôi, để coi mình được con gì. Rồi mình được thụ thần bảo vệ luôn rồi, chứ không có còn mà thú nữa. Thì mấy thanh niên kia là ăn thịt còn mình ăn chay. Đây bây giờ biết tại sao là mình nên xuất hiện ở đây rồi. Rồi có trồng cây đu đủ không anh? Thanh niên nào mặc bộ đồ ngầu lội nè. Rồi anh niên đó bỏ mặt nạ ra đó hả, anh gì đó hả? Có con gái là Ada luôn, có anh chị em là Ada luôn. Đây cái mặt nạ thanh niên nó bỏ ra nào, giờ mình đi đâu ăn được không, kéo miếng này. Có em da nâu là dễ thương nè, đa ghi thật lòng phấn khích, mỗi người nói một hai câu xã giao thôi. Đây là em gái âm nhạc đâu phải không, em này. Em này là có, ủa thằng này hả, mana à? Không có bố mẹ anh với em thôi, vẫn còn độc thân, cháu nó còn bé lắm. Rồi cháu đưa nữa anh, cháu này là điện nước đầy đủ rồi, mana sôi trào luôn rồi. Thì mình muốn cái nào, gấu hay là ngựa? Đương nhiên là gấu rồi. Rồi này vợ của thủ trưởng không được, mình mà sơ muối vô là ảnh cho mình viên thuốc teo nhỏ rồi. Rồi giờ chúng ta làm gì nữa, thì tìm hạt giống của cái tôi tầm Chibacha. Làm sao mình chưa có cống hiến gì đó, mình đang đâu vậy? Hình như cái vùng tròn tròn dưới không, không bỏ bản đồ được không? Thì rất tự hào về mình. Dạ, dạ thôi. Mấy anh có vợ có con đang đúng ở đây thì thôi vô đây làm cái gì? Ok. Cái con này nó đéo quan tâm đến mình luôn. Trời ơi. Đến nơi động vật mà nó còn kinh thường mình đó. Ai đây? À cái em nãy đứng trên cái bờ suối vậy đó. Mình đang làm cái gì đây? Đến đâu vậy? Hả? Ở đây có cái cổng vậy nè, có đường đi nè. Về làng đi này, mình đi cho anh đi. Có gì nữa đây? Thì Oscar là muốn gần gũi với động vật. Đây hả? Thì chút nữa về làng đó. Giờ mình đi du ngoạn thôi. Thì học tập cái cách mà gần gũi với mấy con thú này. Có nấm nè, có Mario đây không?
Hơi dạ tí nhưng mà tạo hình này thì vẫn dễ thương. Không cần gì lựa chọn thì cũng được. Mình đi bộ là không tốn stamina, nắm là thấy được đấy. Không đi cái đường ở ngoài mới được. Nắm 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 đầu nãy là nắm đỏ, mấy cái nấm có màu ăn ngon lắm, ít nhất là anh em cũng có thể ăn được một lần. Không xuống được, xuống được cái end game luôn. Bêm nó không bêm được, đi có hạt gì nè đó, có phải đây đó, xin mấy con này bự quá. Thì cái cây này nó chưa phát triển chắc phải chờ vài ngày nữa. Hoa được không? Hoa không lấy được. Nấm đỏ, nấm này cho Magio. Cái gì chưa dĩ trên khối đồ này vậy? Ít quăng ra. Thì mình chưa gấp được cái gì cả. Hái tiếp này thôi. Có cái hàng. Chúng ta vào hàng sẽ gặp những fan emu trong này. Không lấy được. Này là gì? Thì cái khu này chưa thấy khám phá được. Chắc chưa có trận nào nên fan emu chưa vô. Nếu có thác nước thì sao? Thác nước sẽ có mà mấy thằng kinh cá công pháp nữa chứ. Ăn được không? Đây là cái đường ngắn để về làng, đi vòng đúng thì cũng về làng thôi. Ê khoan, mình đi nào vậy? Rồi đi qua trái về làng. Về về nào, đi thẳng qua sông hả? Tiện thể làm cá luôn bạn ơi. Sao không bắt được nó ta? Nó mua vào quay rồi sao? Kỷ lục mới. Bắt được 5 cá. Cái này để làm cái gì? Vô trong nhà này có ai đâu. Hello. Theo mấy cái dòng game khác là vô đây chúng ta có thể loot đồ. Hút dao này luôn. Nhìn cái giường này chắc là phòng của tù trưởng này. Nhìn đậm chất thổ dân ngày xưa quá. Vì phan nãy mình nhớ có cái quét gì. Ờ em nãy đây. Đi xuống hướng Tây Nam đấy. Tây Tây Nam. Hình dẻ nè. À, mình có thể cống hiến đồ nè. Cá đi. Thôi ba con thôi chưa ăn hả. Rồi ba con đi. Cái bông rắn này là hồi phục máu và lạnh gì đó. Cho luôn. Nắm, cho nắm nâu luôn. Rồi bây giờ làm sao? Rồi bấm sao nữa? 49 điểm cống hiến, 19 điểm cống hiến. Cái này, cái bông này 20. Bông này hơn 3 cá nữa.
bấm vô đâu để nó cầu nguyện hay vô. Nó chỉ ít với chuồng trái chuồng phải thôi, có gì nữa đâu. Thì đó, bỏ vô đó là tự động rồi. Mai tính giờ mình về mình thăm cái vàng cây cỏ mình đây. Gì như con sâu đất vậy nè trời. Chúng ta có thể trồng mới khoai tây. Tưới nước nữa không? Đâu chọn số 2 mà. Chọn số 2 nè. Đó nhấn nghe. Nó bình nước. Game đúng kiểu làm cu ly luôn á. Thằng nó có ý tưởng mới gì cơ. Có thể là khai thác cái mà nguồn nước ở dưới lòng đất nói chuyện với Vonda. Vonda ở đâu, chắc là tạo được cái giếng phải không? Đây có hai nhân vật đi hướng xuống tây nam đông nam. Cái này gì đây, thấy được không? Đây vô nhóm đàn nè. Ok thì thanh niên này thì có của bà này thì thân thiện động vật, bà đeo cái đầu sói gì đó. Thì nghe được tí chim động vật nó mua xích, thì giờ mình có cái này rồi. Mình có thể là dùng hai cái cỏ này để học được kỹ năng là thân thiện với động vật. Bắt đầu kể chuyện nữa. Mẹ của sói có một đứa con trai thôi, phải chỉ có con gái là ngon rồi. Chị thôi đó hả? Chị đã xong vụ đó hả? Một ngày sau mới là xong cái này. Rồi chúng ta tiếp tục cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này như khoan giếng nước đúng không? Kế bên luôn. Đây. Chào chị em, đâu 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 đâu. Đây, nghe được cái dòng chảy của nước dưới lòng đất. Mình tìm cách để lấy nó, cần 20 cục đá rồi. Ok, thủy thực thức thứ nhất, hơi thở của nước. Rồi tiếp theo làm gì nữa, còn phải một ngày để thành công. Cái này nãy làm rồi mày sao làm được đó. Rồi chờ thu nhân anh quạch cái cây nữa. Là hiện tại bỏ vô rồi nào mà không biết làm sao để mà
cống hiến, nhưng mà cống hiến cũng được rồi con. Này chỉ có bản đồ thôi, để ba lô nè. Thiếu đá, đi đập đá làm mấy cái khu đó. Ba lô mình hơi bé, rồi cầm đá thủ. Nếu như theo mấy kiến trúc này thì chúng ta đâu thể xây nhà được đâu ta. Cái này nhà mình phải không? Vậy là xây ở đây đây. Nhấn Y mở ra. Chỉ xây được ở mấy cái chỗ trắng trắng này thôi đó hả? Đây cũng xây được nữa hả? Đây, đặt ngay đây đây. Rồi bỏ đồ vô. Bấm số 2. Đập cầm đá thủ mấy chục năm. Xong rồi đi đập đá trong cây nè. Rồi đi ngủ thôi. Xong hết tạm đi rồi. Yes. Thì cống hiến của mình là được 93 nè. Là nãy chỉ việc bỏ đồ vô thôi. Đó. 93 điểm vượt chiến rồi đó anh em ơi. Đổi được bộ đồ khác không? Bộ đồ này nhìn cái gì hỏng quá. Oscar đâu rồi, Oscar đang ở làng dưới này. Rồi. Điều này là cái gì cơ? Một bức tượng gấu lớn à? Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ cho mà nó làng. Thì bôn ba này đã nghiên cứu xong rồi, rồi đi xuống gặp thôi. Mua kìa, bôn ba ơi, bôn ba cục đá này có một rồi, để giữ lại của riêng luôn, khỏi không lấy nữa, gỗ cũng có một à, bôn ba ơi. Thơ mộng vãi không? Chỗ này chắc chỗ ngồi thiền nè. Ada, Ada Wong, Bonva ơi. Buda chứ. Thì vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp được mà Jedi rồi. Jedi.
Rồi chúng ta có thể là được cái đào được cái giếng nước rồi đó, đó hoàn thành ý tưởng cái giếng nè. Thì đi xuống hang này học cách thân thiện với động vật, đứa con của sói. Ở đâu ta? Bên trái cái nhà nè. Trời mưa ai cũng vô nhà, nhìn có mình lang thang ngoài đường. Chào chị sói, chị muốn có chồng mới không? Thì nghe tiếng chim hót này học cách này thân thiện với động vật, một tiếng sáo đặc biệt đó, hay là tiếng đàn tiếng nhạc nữa đó. À, tiếng sáo cái tiêu đó lại trước mặt nó đến động vật hoang dã rồi sẽ tùy chọn là thổi sáo cho nó nghe đúng với nốt nhạc, thì chúng ta sẽ trở nên thân thiện khi đầy cái đó thì bắt nó về nuôi nó được, nuôi để thịt không. Thì có thể hát ở xung quanh để bắt nhiều con luôn, gây được cái hiệu ứng. Rồi thử ấy cưng đấy. Hello hello, rồi tiếp tục hành trình của chúng ta. Thì đi xuống coi thanh niên này làm cái gì, bức tượng với con gấu vậy, coi bản đồ cái. Đi qua thẳng qua hướng tây gặp à, nó ngay cái trước mà cái đống lộn xộn á, y hạt giống trời ngày nó mới lấy được, chắc nó trong đây. Thì bắt cho nó 3 con cá là được, thì mình có nhiều cá lắm. Hồi nãy mình bỏ trong tủ rồi, thì đến trên cá sấu rồi hả, cá tiêu bản à. Thì giờ mình đi bắt lại ban mới đi, để có diện hồi cống hiến cho làng luôn. Mới đi vòng nữa. Ủa nó kêu mình cống hiến ban cá luôn mà, chứ đâu có cần, đâu phải đưa nó đâu. Trời mưa thì mình chắc khỏi thứ cây quá. Cây này không biết nào lớn mà. Bấm số 1, đè nút E, chọn hạt giống. Cà chua nãy anh chọn đây phải không? Không nhầm mày bên đây nè. Rồi không có đào lên được. À phải chọn cây tiêu mới được. E, chọn bình nước, lấy nước xong rồi đi bắt cá, bắt cá bằng cầm lá thủ. Cái mùa quay đó hình như là mình phải ghê chuột nha. Thì dẫn cái con cá hồi nãy không có khác gì giờ mà chỉ tốn thêm bữa công lừa đảo, không thể tin được, không thể chấp nhận được. Cắt ít cắt ít. Một con nữa. Bắt 5 7 con để bắt cái này tốn thể lực nữa. Ở đây chỉ có loại cá màu hay gì đó.
Thì con này 4 vạch luôn nè. Nó cũng dài không mấy con bình thường chút. Đây là con tích tắc. Giống như con tích tóc vậy đó. Thì con cá này biết live stream ca húa, múa nhảy hết. 4 vạch nữa nè. Thêm một chút trên TikTok. Rồi bắt được chưa? Kiếm thêm chút TikTok nữa. Con này ba, này cũng ba. Rồi về chúng ta đi có mấy bàn cá là được. Thì cây cỏ của chúng ta không biết tới khi nào mới lớn mà. Đó rồi. Cầm cu liên tí nó đi. Chờ tốn bớt điểm thể lực. Hay hết là một mạng à. Để cục đá này ở đây làm điểm nhấn. Vô cái giếng đi vào đây cống hiến đó đồ nét anh em đồ nét. Ủa con này 37 điểm rồi và đẩy nữa công nhận mình nghèo rồi. Mình xây được cái giếng ở đây không ta? Hai cộng này vướng mắt quá. Số 3 chứ qua. Nó sẽ giữa giữa cái này đi cho nó gọn. Đây. Rồi đi ngủ thôi. Hôm nay làm việc nhiều mệt mỏi rồi. Cỏ hỏi hoài. Một trăm năm mươi điểm được chiến luôn anh em thấy không đó. 243 mùa xuân thứ tư năm thứ nhất thì có một nguồn năng lượng ở trong hang động á. Đây nè cái hang nãy mình vô. Ủa nó mở ở đây chứ hả? Bây giờ cho mình vô được rồi đó. Nếu hồi nãy mình không có đi lên đó thì đâu có biết vị trí cái hang đâu. Có cái gì mới nữa nè, trời giới ngụm mơ. Rồi. Ok, thì mình hồi nãy là mình donate 3 con cá rồi. Rồi thanh niên này muốn cảm ơn. Tiếng gọi cái hang động. Làm việc cùng nhau. Rồi nãy quên em gái này nữa. Thì ở cái nhà hướng đông kế bên luôn. Đi thăm cây cỏ mình đây. Mưa chỗ này lớn nổi không biết nữa. Còn lâu lắm anh em ơi.
Đây đi bắn cá đã, đi bắn cá đi donate nữa. Cái bông à hay rau hả? E cầm nã thủ. Cá này có ba dạch à. Cá là bốn vạch không? Chê chê con này. Đây. Hình như nó có cái ngoại hình khác khác nhau á. Con này cảm giác nó ốm ốm nó dài hơn. Tích tóc tới à. Ba dạch không chơi. Giờ anh chỉ chơi cá xịn thôi. Đó. Hồi nãy tôi lấy cái điểm mà tăng cái thời gian phát triển cây mà hồi kia anh lấy lê còn chậm như vậy nữa, nãy mà lấy điểm bắt cá thì có khi hơn á. Thôi bắt đại này đi. Kìa có con dài dài kìa. Ok, tiếp. Nãy giờ xài thuốc cá cái là hơi bị nhanh rồi đó, cứ ngồi đi bắt từng con vậy. Em như ambot luôn. Rồi, đi thôi nụ. Chúng ta đi thôi nụ, anh em nãy đòi ba con cá với một em gái là kiểu chơi nhạc. Bây giờ mình có cây sáo rồi, không biết em nó có thổi kèn không. Đây, ít, ít, ok. Đây, 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 đây. Rồi. Bây giờ thanh niên này là cái này là dạng như cá khô á, bơi hun khói nó hay vậy. Bây giờ đi đến cái hang động gặp em mà chơi nhạc đây đông bắc. Ok, sao game này thấy làm cu li mệt quá vậy. Không, nhà hôm nay cơ bộ hơi bị căng à, chưa chạm được tao ra. Đây cái dàn phơi nè. Nhà này gái xinh nhiều quá vậy. Gì anh tốt à. Tóc trắng, tóc đen, tóc vàng đủ với anh. Chúng ta phải làm gì nữa. Thu nhập hạt giống vừa được đâu. Giờ đến cái mà chỗ này thôi. Thì hồi nãy là chúng ta đi đường nào ta, thẳng qua hướng đông. Sau này có xe có đạp có cần đổ vân gì để đi không, với loại bộ cái này để bản đồ chỉ đường nè, hai cây thông cái gừng nè, hướng đông. Ủa nãy sao mình đi được trên xuống đâu.
Giờ không lẽ lỗi hết cái đường gần này nữa. À quên, nãy giờ chưa thổi sáo. Đi kiếm con thú rồi. Thôi miên nữa đây. Mà mưa gì chắc tụi nó đi ngủ rồi. Đây là hạt đậu á. Ôi, cả cái gì đi. Cầm nó thủ đi. Mưa gió gì vô rừng chi ông nội. Đây 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 đây. Wow, Auga hơi diện rộng luôn. Quán chủ quán. Anh em nghe phần âm nhạc chưa? Hai con này luôn. Chắc tôi phải tăng cái phần âm thanh lên nghe cho nó hứng thú. Này là sao? Rồi ngày mai quay lại nhớ hai con này nha. Còn mấy con này, rồi mấy con này béo mà không chơi. Cái cây này nó có hạt thông mình lấy được không ta? Được chưa? Cần phải có một cái mà tool hạng nặng này để làm được gì đó. Chắc là để chặt người đông quá. Không xuống nó được mấy con heo con nè. Mấy con bự bự này không thấm nó luôn. Chóng mặt quá anh em ơi, nhìn vô cái dòng á, thu lại. Tới này giờ không bỏ nhỏ không tha, hai con heo con chuẩn bị đi. Còn con này có chưa ta? Bảy tí hon rồi, tối đa mình hát chơi được có 4 con ngày à. Này có gì đây, coi đồ mình vui rồi. Dục có cái gì vậy? Cái này không được, cái này mới nhận là hạt thông không được. Hệ thống thì nó có 2 điểm cống hiến à, nên cái chục này gấp này mình gấp được. Cái này ở giếng nước gấp bao nhiêu cũng được nha anh. Hai cái này cũng gấp được luôn, thiếu gỗ thôi. Hệ thống mình dục đi, bây giờ chữ ít để dục. Lô đây rồi.
Bạn em U đến đây. Thì 30 tháng 4 Việt Nam là đá giải SEA Games đầu tiên rồi. Con này con to quá. Trời ơi, nhìn cái trí tuệ nó tỏa sáng rực rỡ luôn. Cái gì? Tôi to quá. Don. Con hồng xanh à. Rồi lấy quả cầu ra ném bắt nó vô. Gì có dạng đó tô gôn túp này là thử cái hang động mê cung để thử thách mình thôi, nó không dễ nhưng mình có thể làm được. Dục ba sẽ có bằng chứng về sức mạnh của mình, còn cách phá vỡ tảng đá cầm đá thủ dư sức. Đùa thôi, chém gió thôi. Chúc may mắn. Rồi ok. Rồi rồi, gì chứ giải mê cung thì Rubik's Keypad la pass đây nè. Chuyện nhỏ. Mình gần phải đấm vỡ tảng đá. Gì thôi đó hả? Em giết. Hình như cái cục màu trắng này nó khác màu quá anh em. Không. Thì làm sao ta? Năng lượng này chưa thấy lấy được. Gì gặp cứu ở đâu hả? Đá công lô mà. Cái này có dễ đố gì không gì ta? Hay là nãy giờ đập ngựa? Bên này có thể còn cái cửa nào đập nó lên. Hình như cái nút táp này để sau này đổi hàng ba lô nữa. Ở đây nó có số 1 nè. Cái hình vẽ này nó có ý nghĩa. Làm sao? Tôi đọc nãy giờ không hiểu gì hết. À đây. Cái hình vẽ này đây. Cái cây đây. Cái này hạt cây thông, còn này cà chua, còn này là cây có ba trái táo đỏ. Cái này cây hai cái vàng. Làm sao? Gì đó hả? À hát ra làm gì?
Ồ, thì ra là thế. Cứ đi đập đá, đập tới khi nào tới thôi. Đây rùa. Thì xem trên cái này để biết cái lượng này nó muốn cái gì. Chết rồi, sắp hết thể lực rồi. Cộng sẽ trừ 5 mana. Mình không có cái đem theo con cá nữa nha. Cộng 2 stamina rồi. Cái cỏ này hình dễ nên hang động ba tròn chi dứa không hiểu lắm. Nếu chỗ này là hình này mình phải mở được cái cửa nữa. Bạn bây giờ đi về ngủ. Ở đây có thể còn cái đường dây nữa không? Bạn hỏi nói chuyện của nó. Thử thách quá gì chả hiểu gì hết, đi về ngủ. Mưa gió là bắt chui vô hang đi ngồi đập đá nói chuyện với bạn con rùa, thảo luận về cái tấm graffiti gì trên tường á. Đi hồi mình phải đi vòng nữa trời. Này là mấy cái gì đây? Bản đồ rồi có lạc không? Lạc rồi, lạc rồi. Ủa cái chỗ đồ nếp đâu? Dục tất cũng đồ vô không? Đây, đồ nếp, đồ nếp, đồ nếp thôi. Rồi, ngày mai chúng ta sẽ có một lượt chiến mới. Bây giờ xây hai cái giá. Cái này là cái gì? Bất kỳ cái trái cây gì có thể làm khô cái trái cây đó. Có ớt nè. Cái này không biết cái quả này quả gì. Bất kỳ thịt nào cũng phải làm khô được. Mình yêu thiên nhiên động vật mà nó kêu mình làm khô mà.
Mình nãy có hạt giống vậy không ta? Đây có mà khoai tây mà. Cái gì? Trời ơi, nó mạnh, nó ngủ giữa đây luôn. Thôi vãi anh đi. Hai trăm hai mươi lăm điểm cống hiến chuyên gì tích tắc ba con là trăm mấy lần nữa hả? Đó, lực chiến ngày một tăng cao, sắp lên bốn chữ số rồi. Cái gì đây, mình nên ôm cái gì? À, đang ôm cái hạt giống rồi. Hôm nay trời nắng rồi, nắng thì chúng ta phải tưới cây. Khoai tây có 41, đậu đậu 41, gì nữa không? Hết rồi, nước thôi. À, cái này là để gắn vô mấy cái đó, khi nào mình có nhiều hơn 8 cái thì mình lắp vô. Ý cái này thu hoạch được nè, ngon. Lớn nhanh. Cái này đâu ra vậy? Cặp nã thủ đó. Mình không ai ăn uống gì luôn á. Nãy giờ chỉ toàn làm việc như một hoàng cu ly thôi. Đấy, hạt giống ra rồi là phải đi lụm lại nó hết trời. Đây, làm gì khô rồi. Học cái món nào đó. Bây giờ là xong của ông thủ trưởng rồi. Cụ đáng đâu gì cụ, ở ngay dưới nè. Rồi. Ok. Clan cần phải đủ 6.000 cống hiến này để mình có thể học được cái skill này. Ai gót là ông này đó. Vậy bắt ông này làm gì có phải cống hiến lên tới 6.000 đó. Thôi chúng ta đi bắt cá tiếp, về về đi ngủ. Cất bớt đồ vô. 5 hạt giống. Mỗi hạt giống cũng 8 stamina vô được rồi. Thử đây mấy này coi. Gương thì chắc chỉ còn một cái được rồi. Được, cá này nó sẽ khô trong 3 giờ nữa. Có 4 lót á, gì được 4 con. Thì cái hộp này thì có. Đi bắt thêm ăn cá nè. Cầm đá thủ nó. Có số 2. Thằng kia đi ra đây làm gì đó, đi vô. Ủa, người ta bắt cá. Rồi nó đi ra nó chặt cái đó chứ. Nó chặt được mùa hạ sang mùa đông luôn. Đúng rồi, có mấy ký hiệu như này nữa. 2, 3, 4, 5, 6. Đây, cá 4 vạch đây. Cá này cũng 4 luôn. Trưởng làng mới lang thang bẩn rồi. Cá này khó tính gì ta, nhạy cảm vãi à. Mình bắt mình phơi khô nó thôi chứ có làm cái gì đâu.
Ê, em da đen vô rừng làm gì? Chim chuột với nhau à? Còn nào nữa không? Rồi, 4 sao rồi, 4 vạch rồi. Năm con luôn rồi. Này chơi thuốc cá nó nổ cái bùm cái là xong luôn rồi. Chi mà cực khổ rồi vậy. Chứ cái con này nó có tính. Mày tích tóc tay ra này à. Tôi thì chả bao giờ xài tích tóc cho nó. Nhưng mà nhà tôi ai cũng xài cho. Thêm con nữa, thêm con nữa. Không. Ba giặt không chơi. Ở đây có động vật nào không ta hay chỉ có động vật trong rừng thôi. Với game này nó thiếu cái hệ thống chiến đấu. Tại vì mình yêu thiên nhiên quá à. Nên thường là nông trại giải trí thư giãn nhẹ nhàng luôn. Vẫn còn thế lực chơi tiếp. Cái trò câu cá này thì đẹp cũng có ý đồ khá là tốt, đơn giản nhưng mà dễ chơi. Gặp tôi thì sẽ thêm chế độ như là thả mồi với dắt dây câu luôn á. Anh em nhìn một cái mini game trông có thể đơn giản như thế này á, chứ thực ra làm rất là cực luôn nha. Bởi vì làm một cái mini game rồi cái coi vô một cái tổng thể game nó có hợp hay không, đầu tư công sức vô đó. Mà chưa kể là cái mini game đó mà nó có một cái lỗi nào dù nặng hay nhẹ nó có thể ảnh hưởng đến toàn game luôn. Đây. Nhiều rồi giờ. Đi tập game hay gì mấy anh chị? Mana. Rồi ok, lập tiếp đi. Cá chín rồi nè. Ủa cá khô nữa. Mỗi lần chọn con nữa hả? Phải chọn 4 con hết cho chọn thôi. Mình đi bắt cá tiếp. Thú vui tao nhã. Nhìn thanh niên kia đốn cây nó còn khổ hơn mình đó. Có hai con à, bắt lại đi. Thôi nữa rồi. Con thứ tư ra rồi. Nhưng mà thôi. Nó ra nó coi mình bắt cá à. Xuống tắm chung không em ơi. Cái game này nó thiết kế nhân vật 2D á, nhìn thì ngộ nghĩnh lắm nhưng mà khi có avatar chibi á khá là dễ thương. Nhưng mà khi zoom vô rồi thì thấy khuôn mặt là đậm chất đông tây âu quá. Nhìn cái nét châu Á mình thì cảm thấy không đẹp, không hợp nhau lắm. Thứ năm, thứ sáu ngày năm. Vậy cái hồi nãy là thứ chứ không phải là tháng. Man là thứ hai đúng rồi. Nãy tôi đoán tầm bậy anh em ơi. Cái mod nãy là thứ hai, bây giờ là thứ sáu. Vì sau này là một tuần mình có rất nhiều việc để làm trong tuần đó. Giống như con mà game nông trại hồi nổi tiếng đó.
Không biết khi nào mới tán gái kết hôn nữa. Rồi, cá chín này. 1 giờ nữa, 1 tiếng nữa. Bên này cũng là thịt khô đó ta. Bên này là cá khô á. Bất kỳ đâu rồi, bất kỳ con cá nào đâu rồi. Đây, bất kỳ đồng dẫn với nước nào thì sẽ thành cá khô. Còn cái này thì bất kỳ cái con với nước nào cá hun khói. Mod, con này là gai phải không? Gai. Cá hun khói với cá khô. Nãy giờ làm cá khô hơi nhiều rồi, chưa có cá hun khói. Ủa? Nếu vậy tại sao mình đi dùng cá 4 sao? Nó bất kỳ động vật nào mà. Chị ngu rồi. Để cá 4 sao đem đi donate có nghĩa nữa. Bắt thì bắt mấy con 3 sao làm cá khô thôi. Thanh niên này chặt cây nãy giờ về rồi. Để mình tưới cây vô ta. Bắt con này nó nghỉ. Con đi cho đủ 3 con. Nãy giờ bắt mấy con 4 sao tốn sức quá. Tiếng rưỡi nữa hả? Bây giờ không có đồng hồ rồi sao biết? Này gì đây? Cà rốt. Bông. Đu nét nè. Cái bông này 20 luôn. Con cá khô này thì 34 hả? Cá khô 67 được. Thôi ủng hộ dân làng hết. Em chấp nhận nhịn đói. Cá khô này là nó hồi sẽ 8 stamina. Stamina của mình là bao nhiêu không biết nữa. Rồi đi ngủ đã. Mình chỉ thấy cái ống này thôi chứ không biết giá trị của nó là bộ đếm của hệ số bao nhiêu. Thấy cuộc đời của một nông dân nó khổ cực không? Nay mình đóng góp được 400 nữa, nhất là 4 cá khô nè. Cá hun khói thì tôi nghĩ còn giá trị cao nữa, sắp được 1.000 điểm này, mai chắc được á. Game này trong mà nó tù tù gì chứ cũng cuốn phết. Đây làm được, hôm nay một ngày tràn trề sức khỏe. Rất quan trọng ở phía bên kia hả? Làm cái cầu khỉ như ở dưới mà miền Tây của tôi thôi. Cái cầu khỉ anh em chỉ cần bắt một cái cây qua là xong rồi. Em này làm gì? Em này còn trẻ lắm. Đây là một gì họa sĩ, artist, chuyên viên nghệ thuật á. Cô ấy yêu gì đó em? Ngon. Làm đứa mà em. Đây. Cô gái trong mộng. Làm đứa em ơi. Đây bon với à ta. Rồi, Gin muốn xâm chiếm thế giới mới rồi. Mình đang đâu đây? Mình đang ở bìa cừng bên đây. Trên này có cái gì nè. Cứ đi theo cái đường mòn này là về làng thôi. Chỗ sổ hả? Này là gì, gỗ mục á? Đây bắt cá được nữa ha anh. Rồi cá 3 vạch mà không chơi. Cá 4 vạch chất lượng hơn. Bây giờ thể lực của mình nó tụt nhanh dữ vậy ta. Đi coi cái cầu khỉ cái mà tụt hết 1/4 thể lực rồi.
Tích tắc như con. Bà này đứng trên này nhìn hàng cu li bắt cá. Kiểu này là mình sau này mình sẽ sống ngôi em Jin cái một thôi, cướp ngôi vị trưởng làng. Có thể là hai bên lao vào đấm nhau chẳng hạn. Nữa không? Con nữa không? Mình có nhiêu con rồi? Ủa sao có hai con vậy? Cũng chưa lắp được cái gì mới. Rồi tiếp bắt đủ bốn con mới nghỉ. Nãy giờ quên đi thổi sáo cho mấy con vật nó nghe nữa, có khi nó quên mùi mình. Hai con này bác đại có thằng nào mò đây rồi. Chơi game nông trại mà phải âm bot như mà mấy game FPS chứ. Rồi, thêm con nữa. Nhìn cái gì mà nhìn đi dấu khác. Đó giờ chưa thấy người ta câu cá gì á. Con game này tôi thấy thiết kế map nó hơi nhỏ nha. Mà nó không phải Ali Upset nữa, nó full review rồi. Nên mà không biết sau này bản đồ có mở rộng ra như thế nào. Rồi, ok. Về. Bốn cá rồi. Trời ơi, con ruộng vườn nó bài rồi. Chả ai dẹp hết. Đi nước. KitKat, KitKat, KitKat. Mình có hạt gì mới không đó. Drone tiếp thôi. À, vì nước vì dân phục vụ. Ngày 20 stamina mà 56, hôm nay 12, vỏ sò cho đi luôn. Cà gót này cho uống lắm. Cái này 13 con gái, cái này 21 nữa. Chồng biết bao lâu nó mới lớn mà giờ không để đem lương đáp, thôi không cho đâu. Tôi về tôi bỏ kho. Cá này chắc để mai đi, bây giờ đi ngủ nữa. Chết, còn nữa không hay lực mà thôi làm biến quá. Đồ nét 200 nữa là hơn ngàn rồi. Có lên chức gì không? Châu huy hiệu rồi đi chứ.
Đây, bạn có thể bui ngôi nhà của mình gọi gì. Đó, sẵn sàng đi dọn ra ngoài cho thấy bu nhà của mình. Hôm nay là ống ngay cây cầu luôn đó. Này để gì? Để tới cây cầu luôn. Rồi hôm nay quên đó, ổng 6.000 điểm rồi, ổng đi làm nông đi ông ơi. Ông đâu rồi? Chạy ông. Chạy. Đó. Ngủ nghe gì vậy? Ông ơi là ông. Thành nước cho ông tỉnh. Ông ăn cái chả ngủ để cà khô cái gì phải tay gì gót chứ đầu phải tay quá sao này hay này chưa chín hả à? Tưới cũng tưới hụt nữa thiệt. Của chúng ta ông đu nét nữa đâu ông dậy chưa ông vậy rồi ông đi làm việc đi ủa ông đi mà thời gian tầm 2 ngày nữa thiếu người bị sụt. Ani Harvest là cái gì? Cái này phải không? Gà đủ nè. Đó bất kỳ cái thu hoạch nào. Rồi, không có hạt giống chưa? Rồi mình được coi mấy cái kỹ năng của mình là nó nằm ở đâu ta thấy không không cái này là cái hộp mà này là cái gì C á C không được cái gì không được à đây mình đây kỹ năng này là cái bút đầu tiên của mình cái này cái nón giày này là bộ rau củ thôi này bộ công cụ thì cũng chưa có gì mới mình lấy cá khô ra để dành này 34 cái này 56 khu kia đi đô nét mất bớt mấy con này có hạt giống gì không hạt giống này không tốn diện tích kho nên cũng đỡ bây giờ mình lội qua khu rừng nữa ủa cầm trên tay thả vô đường gì nữa đó chi mà mất công cái gì ủa phan coi có quét gì nữa không à đi qua cây cầu anh gừng gú gì bánh để bánh đây phải đi qua bên cây cầu men ra với đường bên trái được rồi cái bãi dưới này không ai dọn dẹp luôn mình đi làm thì dân nó ngồi nó coi mà thằng này khỏi nhạc tán gái hả à? Rồi rồi cái dằn vẽ nó văng vỡ nữa rồi đây hey, lấy đi
Ủa mình lên đây làm cái gì? Chừng nào mới xây xong cái cầu lắm. Bất cứ khi nào mình muốn đi thì ông God đó có thể xây cho mình một ngôi nhà. Bây giờ ba vắt được ba cha là đến cái ngã tư. Thì còn 2 ngày nữa mới xong. 2 ngày nữa ông này sẽ giúp mình nghiên cứu ra cái phương pháp tìm hạt giống nha. Thì có cách nào giúp ổng không ta? Đây đó hả? Thì muốn có ngôi nhà là phải 25 gỗ, 10 đá với mà 25 cỏ, cần 2 ngày. Di điểm cống hiến là 250. 25 gỗ, 10 đá, 25 cỏ. Rồi ok, 25 gỗ, 10 đá, 25 cỏ. Mình gom đây là ở miếng đi. Chơi được cục bự không? Không. 18 tuổi rồi phải ra đường bươn chải sinh sống. Nhưng mà nhà mình nên đặt ở đâu ta? Đặt ở mà gần cái nhà cũ á thì thấy không khác biệt gì, còn đặt cái gần mà cái chỗ đi qua rừng á thì mỗi lần làm nông thì lại xa lắm. Bắt cá cũng xa lắm. Rồi hiện tại có nhiêu rồi? Thấy nhiêu ta? Đá gỗ cỏ à? Đá là đủ nè, gỗ là 25, cỏ 25, phải gỗ với cỏ. Ba cái nè, từ từ gỗ. Đấy. Nhưng sau này hết mấy cái tài nguyên này mình phải tính sao ta? À 12 cái nữa, không biết đủ thể lực không? Đừng mệt quá nằm giữa đường như nãy. Thiếu ba gỗ rồi về ngủ đã. Gỗ cái đống ở đó là bắt mình mấy nhỏ tập chó nào. Thằng này nó tán cái trai luôn rồi, nó không chỉ tán gái thôi. Gỗ âm tùm nha. Ngày mai chúng ta có nhà mới rồi. Đây có cái bông như đó kìa. Thì hôm nay thì cống hiến dạng cá khô. Rồi dân làng xây xong cây cầu rồi. Đó, em ếch. Để... đi thôi. Cái này gừng gặm. Gừng này chắc là gặm hơn cái gừng nãy đó. Người ta có hệ thống chiến đấu không? Trong không khí có rất là nhiều năng lượng luôn. Tôi cảm thấy.
Trái tim vụn vỡ hả? Cái gì đây? Một quả trứng gì vậy? Những nhân vật của mình nó mặc đồ gì không biết, thì cũng biết sao mà tạo nhân vật này nó nhìn cái giáp thằng này như cái giáp mà Super Saiyan, thấy ngầu không? Thêm cái sẹo trên mắt nữa nè, giống hệt Kratos luôn á. Chỗ này là nguyên nhân cái tâm trấn à, này động đất à. Bây giờ thì mỗi lần động đất thì tạo cái công trình nó gì? Bây giờ như chúng ta xây nhà được rồi đó. Hello. Gì đây? Nhìn sau lưng không ra áo luôn. Mình làm gì đây? Đường nào về nhà đó. Chắc mình phải tương tác với cái lỗi trên giữa vậy đó. Khoan, à cái này là dạng như điểm thợ lành mình nè. Thì cái này phải đầy đủ bốn cái nhiệm vụ đó. Động vật nãy mình cũng xong hai cái nè. Tốt nhất làm cùng nhau. Rồi, cái này dạng như cái chuỗi nhiệm vụ. 12 trên 4, 0 trên 4 rồi. Có cái này thì có thể nhanh nè. Này chủ yếu đánh về thiên nhiên hoang dã. Thì còn gây cỏ với động vật nữa thôi, khối đất nó nước này. Còn thực vật với động vật thì chưa biết nó làm sao. Rồi cho em về nói. Về đường nào vậy? Chỗ này nó nước, rồi sao mày đi? Không để đi qua cây này. Đường đâu mà đi? Nơi này làm gì có đường. Chỉ có chúng ta đi ghét nó thành đường mà thôi. Ôi giời ơi. Biết rồi, ở đây chết đói cùng nhau hả? Bà cha, trả em về. Đập luôn, đập luôn, đập được. Bên đây nó bị ẩn hai cái nè, bên đây nó hiện hai cái nè. Ủa này mình tay ra được đó hả? Ủa không, nó chỉ là bản đồ thôi. Đây là mấy con nãy mình tâm. Bây giờ muốn về làng chắc đi đúng cái đường dưới này. Này là cái vết tích hay là cái cây vậy? Ở đâu đi qua được mà. Ôi giời ơi. Ủa cái đồng thợ xây nãy là ông nào ta? Rồi đủ 25 gỗ nữa. Xây nhà mới thôi.
cũng đang ở cái làng bên này hướng đông, đi qua bắt ông về nhà thì mình thằng này tối ngày tán gái đây luôn, không đi làm gì hết, còn mình thì cực như cu ly á. Ba đứa này ra chắc đấm việc đấu võ vậy nha mà nhà. Đó, nó bắt vị trí cố định luôn hả? À không, mình được quyền chọn nè. Đây thôi. Trong vòng 2 ngày rồi ok, làm nhanh nha. Đít tay vô đó. Cái nhà mình nè. Thì ngày mai chúng ta có nhà rồi. Bây giờ chúng ta vô rừng thôi. Vô rừng hối sáo cho mấy anh kia nó nghe. Không đua nét gì nữa đâu. Cái này nghèo khó này. Tự kiếm ăn đi mấy bạn. Bây giờ trước mắt là gần gần thay cái nhân vật của cái thằng này nè. Nhìn cái nhân vật thôi nó vàng quá. Vô rừng chúng ta có em này. Ủa nãy tôi đâu còn đang giấy đố cái gì trong rừng mà phải không ta? Quá dễ thông rồi. Không được. Ông kia nghiên cứu hạt giống cho mình xong chưa nó? Nãy mình gu con nào vậy? Hình như con bự bự nào phải không? Coi lại, đúng rồi. Con dưới, trái dưới. Hello. Rồi đây bay. Con này có vẻ đơn giản. Rồi ok. Thì con này giờ nó tin tưởng mình rồi. Nếu mình có cái chuồng thì có thể dắt nó về được. Đó, giờ mình có ý tưởng xây cái chuồng đó. Ok, hai con. Động vật ra hết đây cho anh. Ủa con này phải con nãy mình chăm không ta? Nó đó, nó đó. Theo anh. Thổi kèn được cho 4 con. Con này ngầu hơn. Con này đẹp nè. Rồi ok. Bây giờ chúng ta coi đi gặp ai. Gặp Oscar. Có thể là di chuyển ở giữa cái vùng đất rồi, cái này là dạng nhưng mà cho bờ phát cho bờ á, rồi nói chuyện với Oscar để biết thêm, còn nói chuyện với ông này thì ông này như hơi say đó. À, cái động vật thân thiện thì có thể gặp thì
Thì Galan bui xong cây cầu rồi. Thì ông già của mình thì còn lâu, ông mới nghiên cứu ra cái vụ mà hạt giống để mình khỏi đi đụng mấy cái hạt giống ở ngoài. Hạt cỏ này quý mà, tiền không á, có điểm không á, trên này có hai cộng đó vậy. Quinoa là cái gì? Thì chả biết cái đó luôn. Ai đây? Mình thấy lượm này nó không mất hơi lực nhiều. Hồi nãy chúng ta có vụ giải đố gì trong này, quên tiêu luôn rồi. Ủa đá nó có hồi gì mấy gùa đâu hết rồi. Mình đập hết rồi, ở cái khu này chưa mở. Bạn coi là cái gì? Tôi đọc chả hiểu gì anh. Cái này là hạt thông nè. Cái này tôi nghĩ là cà chua nè, cái này là táo nè, cái này là cây dừa nè. Nhưng mà làm ra để làm cái gì? Về thôi. Cái này không biết có liên quan gì tới cái cống hiến nãy không? Mình về đi gặp hai thanh niên kia không? Ngày mai mình có nhà mới rồi. Học được cái khiêu dịch chuyển nữa thì tốt. Cầm lá thủ. Nãy mình đánh cho nó rớt hạt thông xuống mà giờ mình đánh nó không rớt đâu. Yes, khỏi hỏi. Bật cáo không anh em? Hàng nhiệm vụ đó. Nghe xuống đây, rồi ok. Em người sói thì ngay giữa bãi lửa luôn, đi thẳng qua hướng tây luôn. Đứa con của sói, chị sói ơi, chị sói. Rồi bây giờ xây cái chuồng thường quá động vật, thì bất kỳ cái rễ cây kiếm đâu ra. À đây
muốn trao đổi với cây thì mình phải dùng cà gót, quan giá hoặc là khoai tây. Thì nãy mình có cắt á, thì cái cỏ này nó mới có đi hái thôi. Nhà mình đây nè, đám gà quên vụ cây cỏ luôn á. Này chắc ngày nó thu hoạch rồi. Thu hoạch thường nào. Bây giờ cất đồ vô trong gương đó. Thì mấy nấm này bỏ vô giống đi. Cá chắc cũng bỏ vô luôn. Cỏ thì đủ năm rồi. Cá bột, bột trắng bỏ vô luôn. Bột trắng này tí đem donut đi. Lấy ba cái hàng này đó. Mình có cái hạt mới không ta? Trời tối rồi kìa. Làm lẽ đi ngủ. Chưa gặp ông kia để học cái từ dịch chuyển nữa. Trời tối là nó bắt mình ngủ ngoài đường luôn. Người nhà thân yêu, bây giờ ngày nữa chúng ta chia tay nha. Rồi quên donate rồi. Chúng ta sống trong này được 9 ngày đó, hơn tuần. Giả lập làm nông đúng khổ luôn. Có nhà chưa? Mới dựng cọc làm móng không à. Ủa chị sói đâu? Này là nhiệm vụ mới nè. Tìm cách nghiên cứu ra là cái hệ trống này nè. Ông lão thì ngay trên. Vừa mới đi qua. Chị sói bên phải nè. Thanh niên ông tiểu phu này ngay phía trên luôn. Ông muốn xây nhà cho tôi mà ông ra đây làm gì đó. 40 lỗ bạc đá rồi, ok tí nữa đem lại cho chị sói đây. Đủ nè, cỏ cỏ thiếu 5 cọng đó. Rồi 5 cọng cỏ, 40 gỗ, 30 đá. Ok. Không được. Gỗ là không đủ, 30 đá. Vậy sao mình lấy nhiều ta? Tiếp tục. Ê, khổ ơi. Đây. Ngay dưới đây.
gọi cái vườn ươm mới vậy. Bốn chục gỗ mới đủ rồi. Đi làm cái chuồng nó thú ơi. Đây, cụ. Mày cái gì? Có nâng công trình nữa nè. Trời ơi, nói chuyện tí mà làm gắt gỏng. Nữa xong còn cái này đem cỏ này cho chị sói. Ủa mình dục hết đống cây cỏ vô bên kia rồi. Để nhóc cái đồ đó, đứa đèn đứa trắng thiệt. Không được, gì là phải. Cái nào có rễ mới được. Quay về nữa hả? Mấy cái này không được nè. 13, 8, 5 giờ luôn đi. Thôi để dành đi, chả biết. Lên tưới cây đó. Game này làm đúng mặt luôn. Hết nước rồi. Cái này là lứa mới, chúng ta mới vừa lên luống đây. Hái được chưa? Chưa hái được nữa. Là được rồi nào, được cả gót rồi. Cái này vẫn chưa hái được. Cái này nó dướng đường quá thôi. Mấy hoa bắt bướm á. Hoa. Chị sói ơi, chị sói. Chị đâu gọi gì. Trời ơi, giờ lấy hiếm cỏ thiệt con game. Mới cất đồ trong kho xong mà. Chế bãi nha. Ê, xuống đây hai cây nữa quên á. Nhờ quên, nhờ cắt cỏ vô mới nhớ cái này. Rồi được chưa?
Rồi 2 ngày sau là mình học được cách là cử thú hả? Ngon, y phan mình còn cái quét nữa. Không, cái này là chăn nuôi động vật, còn cái này là cưỡi thú. Thì mình còn nãy nhớ còn cái siêu dịch chuyển nữa mà ta. Cái này quá khứ là sao? Là mình đã làm hay chưa? Này là gì? Rồi sinh nhật của Loe, sinh nhật của Ebon. Này là sao? Này là độ thiện cảm nữa. Thì còn mấy nhân vật mình chưa nói chuyện tới luôn nữa, nhiều quá. Đây là mấy con thú của mình, là không mấy con thú của ông kia, mình lại mình chọn chọn nó thôi. Bây giờ hết thể lực rồi về ngủ, chứ còn ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra. Một ngày làm nông vất vả, bạc cái đầu luôn này, thấy không, tóc trắng hết dân, đồ có 2 mảnh, dân làng cống hiến quá trời, còn mình thì 50 cũng được, thì đời lên voi xuống chó mà nghèo tí biết sao giờ. Thì coi vô hôm có nhà đó, vậy là chúng ta đã có nhà đó, còn cái cảnh là nhờ ở đâu nữa, năng lượng thời gian gì nữa. Đây, chào mừng anh em đến với ngôi nhà của tôi. Thì hơi đơn sơ giản dị tí, có bức tranh nè, có cái giường ngủ nè. Đây là gì? Này để đồ lên hả? Ủa, bạn có thể nấu ăn trên cái bếp của mình. Rồi bùi nó. Đây, bộ ba. Cái bếp lửa, cái bồn rửa với mà cái bàn thái. Thì Little Fort thì có cái nồi này thì phải tốn 1.000 điểm cống hiến, cái này là nguyên liệu nấu ăn rồi. Ok, thì anh đang nấu gì đó, được cái súp rau củ nữa, ngon, mít salad. Đây là bất kỳ cái gạo nào, cái này mình chưa gói đâu, đồ khô đây, cái này cũng chưa gói nữa, 2 trái cà tím với cái đó là bây giờ cá nè, cá là có nè, trứng thì chưa có, cá và bất kỳ loại rau rồi. Ok, cá nên thăm cái khu vườn của mình đây. Đấy, mày chưa thu hoạch luôn. Cây vàng vàng là cái gì ấy? Có cách nào tưới tiêu nó nhanh hơn không ta? Chứ tôi lười nhất là mấy cái kiểu này luôn. Nấm thì không nấu ăn được. Cái hoa hồng này không biết làm gì. Đậu thì mix salad. Gỗ khó. Đó, cụ này chưa làm xong đó nữa. Có một đống mới nè. Thì gặp em họa sĩ nãy nè. Cái em dễ dễ anh cây cầu á. Rồi em đang đi cái chỗ này là đi đâu vậy trời. Thôi em đi đi. Trực khẩn cấp. Cái này là có ý tưởng mới, mượn năng lượng của mặt trời á. Em này ngay bên, thằng này ngay bên kia bị rừng. Xây cái chuồng nuôi. Thế Phan, ông này ông đâu đi?
Mình giờ nó ổng dưới, ổng ngay dưới nhà mình luôn. Sao vô được? Cái này là cái khu nó ăn cái gì thôi. Thôi làm cho xong việc mới nói chuyện được. Giờ lội qua đây gặp thanh niên bên kia cái hả? Đây phải không? Bà chứ, bà cụ. Năm chục cục đá có luôn cho cụ. Bây giờ là biết được ngày tháng năm phải không? Ngày giờ chứ. Hai ngày chim tinh thực. Bây giờ là có máy dự báo thời tiết rồi đó. Bây giờ chúng ta làm cái gì nữa? Đi coi hay chưa cần. Ông này cũng đang xây cái nhà đó thôi. Xây xong đã tính về nấu ăn. Nấu được mỗi món này à? Bất kỳ con cá nào. Mình nãy lấy cá rồi mà đó. Không, bây giờ xây một cái mà xây cái kho chứa đồ trong nhà thì thiếu 5 gỗ nữa. Đây. Ngay đây được rồi, không cần đi xa đâu. Ủa, mới 4 gỗ hả? Sao không? À, giờ mới nhận lệnh vô. Số 3. Để gần nhà tí được không? Không được. Chị gần cái vườn ở đây đi. Mình sẽ làm một cái giếng nước nữa. Vứt hết vô, đi bắt cá này mời. Lâu chưa không bắt cá. Bữa nãy mình nhớ có hạt giống gì phải không ta? Đừng có nè. Rồi đi xuống đây bắt cá tí rồi nghỉ. Mấy anh niên này tập thể dục bài luôn. Giữ sức khỏe vô đồng bào. Ngày 3 bắt thử này nấu ăn này. Bắt ngon 3 ngon 4 này khác gì nhau. Con này khó tính vậy ta. Mình ra chuột chưa tí xíu mà nó bốc ra 2 lần. Nữa rồi kìa, 3 lần luôn. Rồi bắt mỗi loại con nữa thôi. Là 2 con nữa. Từ giờ bắt cá giờ nhắn tin ở ngoài đó. Ok. Còn nữa. Sao vậy?
Rồi, quên, bấm số 4, nãy đang nhắn tin quên. Mất còn 3 sao thôi. 5 sao nữa ra gì ta? Rồi, ok. Về nấu ăn thôi. Thể dục thể thao, khỏe vui tươi. Rồi mình nấu được món mới nè. Cá nướng quá. Cái này là cái gì ta? Bích phao là cái gì? Cất luôn mấy cái này để dành chứ không có ăn. Đồ xịn để dưới, đồ cùi để trên, đồ chung chung để ăn một. Rồi giờ không lẽ đi ngủ nữa, phải đi bắt cá thế. Bắt cá tí nữa ngủ luôn. Cái này có gì không? Có 5 cá khô. Cá này không biết nấu được không? Vô coi thử coi. Không được. Đồ để ngoài này có ăn trộm ta. Làng này tôi nghĩ dân cư chắc hiền lắm. Cá chế biến để đây. Đi bắt cá thôi. Bắt cá xong ngủ giấc. Tới mai tính. Thì cũng phi rồi. Chắc 20 phút nữa tôi nghĩ. Rồi nãy giờ quên tắt FPS luôn, để nó che xuống này. Bắt 4 con nha, hai này hai kia. Em da nâu đó ra nhìn mình bắt cá nữa nè. Xong đi coi cái thằng mà được boost cái kill của con gấu á. Mà bắt cá. Da nâu thấy anh da trắng, tóc trắng, khoái gì vậy? Đang đầm đìa dưới nước nữa. Còn 3 sao mà, đúng không? 4 sao nữa. Đây, chuyển qua này luôn. Có mới rồi phải nói cũ ngay. Nó chán rồi, nó bỏ đi rồi. Tích tắc, thêm một con tích tắc nữa nào. Mấy này không donate gì mà cho trưởng làng luôn. Còn đó. Anh còn 4 sao nữa mới được. Sao cơ, tôi cần 4 sao. Cái này nó giết mấy cái hàm random nè, tại ba cái vật cản này cho nó thay đổi ngẫu nhiên thì nó đẹp hơn. Chứ trong khi mà để cố định gì hoài. Mấy cái cục đá ngoài này cũng làm như luôn đó. Thực ra mấy cái cục đá làm có hoa văn gì thì cũng đẹp đó. Tạm con nhỏ này.
ta về đi ngủ, ngủ trong nhà mới. Lần đầu ngủ nhà mới không có cống hiến gì luôn. Ngày 11 tháng 5 1, ba số 1 đi rồi. Chúng ta có cái làng mới nè, cái khu này là khu chăm sóc hạt giống hay gì nào, làm gì đây? Đây là ông già đó, xong rồi. Cụ ơi, đứng lại cụ ơi. Cụ ngay đường lớn bên đây đang đi lên nè. Ủa cái này được xây tự do nè. Ủa không, vẫn hơi chọn nè. Đãi đây đi. Bây giờ thì mình có thể đi gọi động vật vô đó, có thể xây một cái mỗi ngày. Giờ lắm việc làm quá anh em ơi, động vật thì cần phải ăn mỗi ngày nè, mỗi buổi sáng nè, hái cỏ đem vô cho nó ăn, cỏ lúa lúa này đâu ra ta. Rồi đây là chỉ số cảm xúc của con vật thì chết thì thịt thôi chứ nói gì. Mình có thể dùng tay cho nó ăn nữa chứ. Ôi ơi, ôi ơi, mệt quá. Ở ngoài đời tôi cho gà ăn với cá ăn mà tôi còn làm biếng nữa. Vô đây phải nuông chiều mấy con này á, không có đâu. Con nào bố láo thì làm thịt nó thôi. Bà đi đâu đây bà? Bây giờ cách làm bạn với Oscar với anh thú đây, xuống đây gặp chị đó, mình mới lên thăm khu rừng cái nữa. Cái đường hạt cacao cao nè, cà chua, cây cà chua này trồng không mất hạt giống hay không, bên này là cacao cao chưa chưa thấy được, tưới cái nữa nghỉ. Game này có co-op ấy, thì chơi khá là vui á, chứ còn lủi thủi mình như tôi thì xem rất là chán nè. Co-op thì mỗi người mỗi việc, như người chăm thú một người mà bắt cá, còn người trồng cây tưới cây như tôi nè, chứ làm một mình hết tất cả thì mệt phải á. Trừ phi anh em mà không có thời gian làm cái gì đó. Cái này là cái chuồng của mình đó hả, không biết xây xong chưa nữa. Mình phải tạo cái đường vô cái đó. Lấy đá, lấy đá ra làm cái sàn gạch, làm lát cái đường gạch, bấm y vô đây, có cái đường đá này, mát luôn, mát từ 26 cái à, ok, ở đây là số 3, rồi bấm số 3, không được. Bỏ mấy cái này mới được. Còn 12 cái nữa. Ok. Đẹp đẽ chưa? Quá gần, gần cái nhà đó quá không được.
thời gì đi, dọn lẽ đi ngủ tiếp đây, đi ngủ chắc xếp cái nghỉ một hảo cảm nè. Thì cái này để làm gì thì tôi quên mất tiêu rồi, như là để lấy hạt giống hay gì á. Đây 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 đây, hạt giống này thì mình tốn 20 điểm cống hiến thôi. Hồi nãy là mình gần cái quả gì không, win no 8 còn lại mỗi cái là 20 điểm cống hiến. Thì tôi nghĩ là nó có mùa màng như thế này, mùa xuân nè, anh em nhìn thấy trên này nó có cái mùa xuân nè. À cái này mình trồng nhiều thì nó sẽ lên đó nè. Tôi đang trồng cái này nhiều nhất. Đây đây. Cái này là mùa hè, cái cà chua mùa hè. Ồ, có luôn á, hạt cây gừng này nè. Cái này cây thông. Cái này hơi bị nhiều rồi, cái này cây lớn. Rồi cái này là gì, nhảy hả? À? Nhảy nhót thì ông già rồi, bạn bạn chật khớp với như tôi đó là nằm rồi vô ngủ giấc thôi, cũng giấc xếp game mày nghỉ ha. Thì đây là con game nông trại tôi chơi nãy giờ cũng khoảng khá lâu đó, nhưng mà tôi nghĩ chỉ có mới khoảng là 15-20% game thôi, thậm chí chưa tới nữa, nên con game này anh em có thể tốn khá nhiều thời gian vô để chơi đó. Thì bây giờ mới mùa xuân à, đây là mấy anh em phá núi mở đường, hò kéo pháo. Hello, anh thanh niên ở đây vậy? Người dân này ngoài có dắt gái rồi tươi tươi vô đây chưa vợ chưa chồng không? Gacy, cắt bố của tôi và mẹ, trời ơi con gái đâu? Chia sẻ đồ uống hả? Có cola, Pepsi, bia, rượu gì không? Rồi uống đồ uống có cồn đi, hồi giao thông nó hốt. Bây giờ phải đại chiến gia tộc với nhau, chiếm cái vùng đất màu mỡ này chứ. Game này tươi sáng quá. Mua Gary là cái gì? Nành, có cái găng nành. Ghi cô lao ghi đi cao đau thật. Học cách khống hỏa, giờ có cách khống hỏa không? Rồi ok, là bạn bè cảm ơn cái thăm. Thì mấy đoạn này tạm thời tua đi, nhưng mà mốt chơi tiếp và thăm em gái đã. Ủa không phải em gái, nhầm nhầm rồi, xin lỗi. Thôi tạm thời nghỉ đây thôi anh em ơi, có mình có xếp được không? Universal là 1.03 rồi, thì hiện tại không thấy xếp ở đâu hết. Đây là những cái ý tưởng tôi đã unlock được, nãy giờ thì chỉ có 6 cái thôi, với hai cái đang trong quá trình xây dựng. Một cái là cái chuồng nuôi thú, cái thuần hóa động vật. Thì ở đây là 5 nè, 10 là 12, 12, 24, 24 với 5 nữa 27. 27 tôi mới được có khoảng 7 cái thôi, tức là khoảng 1 phần 4 chặng đường, 25% á. Còn bên này là cái này món ăn thôi, tôi chỉ mới nấu được hai món. Một trang như gì thì 8 x 3 24, 24 x 3 72, 72 với 4 nữa 76. 76 tôi mới nấu được hai món à. Còn cái này là cây gõ, này là cây, cây này mới được có 100 10% à. Này thú nè, mấy con này nhìn giống hệt nhau nhưng mà nó khác nhau, nhìn nha. Thú cũng còn khá nhiều, cá cá thì mới có hai loại à, thực ra tôi khoái cá hơn. Con này sứa à, hai con này thì ná ná nhau, còn gì nó sau này chắc đi ra mấy cái biển khác đó. Cái này là thực vật, cái này là nguyên liệu thôi, nguyên liệu thô. Thì chung quy thì nãy giờ chơi tôi nghĩ là chưa tới 10% game đó, chưa tới 10% luôn. Có cái này thì hơi nhiều tí,
Thì anh em muốn chơi chắc cũng còn khá lâu để khám phá game này thoải mái luôn. Đây là cái cây cầu nguyện à, cái này thì chưa có gì luôn á. Đây là bộ lịch, sau này chắc để tán gái như con mà nông trại thôi. Đây, này là điểm thông cảm. Này là mấy con thú nuôi, chút nữa đi bắt về nếu như cái chuồng xong. Rồi, bye bye anh em. Thì bây giờ cũng là gần hết tháng 4 rồi. Thì chắc là cuối tuần tôi làm cái video coi tháng 5 này có gì. Thì trong vòng mấy ngày này nè, nó sẽ ra con dây đai. Chưa đi á, giờ đi phiên bản mới. Thì chắc cũng tập trung chơi con đó. Ngày 1 tháng 5 ra con Gatebon. Gatebon thì chắc tôi không chơi đâu. Mà như nó có trên mà PC Game Pass thì phải. Tôi cũng không biết nữa. Con đó thì nó vừa de novo vừa có mà chết online nữa. Nên chơi cũng khá là phiền. Với lại coi cái gameplay nó thì không ổn cho lắm. Nên tạm thời cũng chưa có chơi gì cả. Đây. Cũng fan luôn luôn. Treo nãy giờ con xếp vô. Thì cũng rớt được món. Không biết nó là cái gì. Thì nó là cái mộng đêm nhé. Giấc mộng và ác mộng. Bóng đêm và ác mộng. Thì không cần coi trên đây đâu. Đây chúng ta sẽ coi trong mà cái thư viện thôi, chắc phải thoát con CSGO đó. Anh em đợi tí, giờ thì cái nhà mạng thiệt 11 giờ đêm mà chưa bỏ nữa. Thì đây cái hộp mới góp của tôi đây, giá là 33.000. Mấy cái hộp cũ thì nghe nói giá nó tụt rất nhiều. Nhớ tôi nhớ lần trước coi cái này là nó cũng 33.000, giờ nó còn 20. Thì cái hộp này tôi nghĩ là cái hộp xịn, xem nó trên chợ còn sao không. Tôi nghĩ là giá gần đây nó có tụt khá nhiều ở đây nè. Thời đỉnh điểm của nó là lên hơn 50.000, gần 60.000 lắm. Ngon à. Mà bây giờ nó đã tụt xuống lại cái mốc rất là thấp luôn rồi. Thì tương tự cái hộp này của tôi lần trước là 33.000. Bây giờ nó còn 20 nên tôi nghĩ nó cũng lao dốc đi chàng. Khiếp 4 mấy ngàn của tôi giờ còn 2 mấy ngàn. Khá đáng buồn. Nhưng mà quy luật cung cầu mà. Khi người ta hết hứng thú với con game CSGO 2 thì cái giá nó sẽ trở lại như những gì ban đầu thôi. Đây là cái khoảng thời điểm mà khi mà vào công bố cái bản CSGO 2 ấy vậy. Đó, tôi nhớ là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Khi mà công bố vào đầu tháng 4 thì người ta sẽ nghĩ ra là cái một trò đùa cái tháng 4 thôi. Nên mới để xuống là cuối tháng 3 nè. Lúc này là bắt đầu cái thời điểm cái tăng giá. Đó, là tới thời đỉnh điểm đây là tăng 1,5 lần luôn. Từ 20 lên 45, 41, tăng gần 2 lần. Thì sau đó nó cũng đục dốc rất là nhanh. Thì cái hàng này của tôi thì chỉ có vài hòm, chứ mấy hàng khác thì hơi bị buồn thiệt. Thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, dù tôi biết là giá hay xem đâu. Nhưng vẫn làm video để sau này mình có thể coi lại những game mình đã từng chơi không.